Thưa quý vị và các bạn, hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua được tập trung phát triển và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa liên tục trong nhiều năm, từ 77.699 tỷ đồng năm 2020 lên 80.550 tỷ đồng năm 2021. Sự phát triển hạ tầng thương mại đã thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong và ngoài tỉnh, phương thức hoạt động, công nghệ quản lý và điều hành kinh doanh của các loại hình hạ tầng thương mại ngày càng phát triển theo hướng văn minh hiện đại. An Giang hiện có 190 chợ truyền thống đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa. Đáng chú ý, với hệ thống 2 trung tâm thương mại, 7 siêu thị và 81 cửa hàng tiện lợi đã góp phần hình thành cấu trúc không gian đô thị hiện đại. Nguồn cung hàng hóa của mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại ngày càng được cải thiện cả về quy mô, cơ cấu và chủng loại, chất lượng, góp phần chuẩn hóa các tiêu chuẩn về hình thức và nội dung tổ chức hoạt động kinh doanh. Hệ thống cửa hàng tiện lợi hình thành phát triển khá nhanh, phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân trên địa bàn tỉnh. Dạ, hiện tại thì phương thức mua sắm của khách hàng đang có cái xu hướng chuyển dịch từ chợ truyền thống sang các cái chuỗi cửa hàng tiện lợi hoặc là siêu thị. Thì nó biểu hiện là thông qua những cái chỉ số về cái phát triển tăng trưởng doanh thu. Thì từ đầu năm tới giờ Bánh Áo Xanh liên tục tăng trưởng doanh thu đều qua các tháng. Thì nó biểu hiện một lần nữa, nó khẳng định một lần nữa về cái xu hướng của khách hàng ở hiện tại và trong tương lai tới. Việc đầu tư xây dựng chợ đạt tiêu chí nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Phát triển thương mại nông thôn ngày càng vững mạnh theo hướng văn minh hiện đại, với sự tham gia của các thành phần kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh. 9 tháng đầu năm 2022, Sở Công Thương tỉnh An Giang đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra đánh giá tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tại 5 xã và 2 xã đối với tiêu chí 7 nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 69 xã đạt tiêu chí số 7 và 29 xã đạt tiêu chí 7 nâng cao. Ngoài ra, tỉnh đã thực hiện chuyển giao cho doanh nghiệp kinh doanh, khai thác và quản lý là 99 chợ, theo hình thức đơn vị sự nghiệp có thu là 2 chợ. Doanh nghiệp tự đầu tư và quản lý là 48 chợ. Nhìn chung, công tác chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đã đạt kết quả bước đầu. Như các chợ được chuyển đổi gắn với đầu tư xây dựng có cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng về văn minh thương mại, tiết kiệm chi phí ngân sách, chi lương cho bộ máy quản lý chợ. Đầu năm 2019, thì Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam của chúng tôi đến với tỉnh An Giang là hoạt động chính trên hai lĩnh vực. Một là đầu tư chợ truyền thống trên nền chợ cũ, hai là lĩnh vực thứ hai là tiêu thụ sản phẩm OCOP đồng hành cùng với các chủ thể. Thì trong thời gian qua thì Liên hiệp cũng có triển khai trên địa bàn của một số huyện, trong đó thì có huyện Châu Phú, huyện Chợ Mới và huyện Thoại Sơn. Trước năm 2020 là Liên hiệp triển khai tại thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu. Ngoài ra thì Liên hiệp Hợp tác xã OCOP Việt Nam đã đồng hành cùng với thành phố Long Xuyên và với Sở Công Thương để triển khai một siêu thị tại một điểm trưng bày bán sản phẩm OCOP tại chung cư ACC, và cũng mong rằng là trong thời gian sắp tới được sự ủng hộ rất là nhiệt tình cũng như là sự thu hút đầu tư của tỉnh cũng của các huyện, thì Liên hiệp cũng mong muốn rằng là đóng góp một phần lĩnh vực trong cái công tác xúc tiến đầu tư cũng như là trong công tác phát triển kinh tế xã hội cho địa bàn tỉnh An Giang. Tuy nhiên, hiện nay mạng lưới thương mại bán lẻ trên địa bàn tỉnh tăng nhanh nhưng phân bổ không đều, tập trung phát triển sôi động ở các khu vực trung tâm nhưng phát triển chậm ở các khu vực nông thôn, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Cơ sở vật chất hạ tầng thương mại do xây dựng từ lâu đã xuống cấp, trong khi nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa của người dân ngày càng tăng. Do đó, trong thời gian tới, An Giang tập trung củng cố, nâng cấp loại hình chợ truyền thống, đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng thương mại hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tỉnh An Giang cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đã thực hiện đầu tư hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh mở rộng hoạt động kinh doanh như Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op đầu tư xây dựng hai siêu thị Co-op Mart tại thị trấn Chợ Mới, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới. Liên hiệp Hợp tác xã Co-op Việt Nam khảo sát chọn vị trí thuận lợi để mở rộng hệ thống điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Công ty cổ phần Bách Hóa Xanh, công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincom Mercy
phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh, đồng thời đón nhiều nhà đầu tư mới phát triển các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại như tập đoàn Central Retail Việt Nam và công ty cổ phần bất động sản Hà Minh Anh đầu tư xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại mang thương hiệu GO, Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam thực hiện nâng cấp, xây dựng mới trên nền cũ tại một số chợ trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân.